À, đây là bộ đồ chơi bác sĩ. Đây có túi xách bằng nhựa, túi đeo là nó hàng của thương hiệu Just Play LLC, là một cái thương hiệu của Mỹ. Túi đeo bằng nhựa cực kỳ đẹp nha, và nó mở, đóng mở như thế này, mở ra đây. Ở đây là nó có một cái chốt khóa, nhưng mà cái chốt khóa này bị gãy rồi. Rồi đi cùng với nó là các đồ chơi đây, một cái băng cá nhân, một cái ống chích. Một cái máy đo huyết áp. Và một cái nhiệt kế. Đây, ấn vào đây thì nó sẽ cháy đèn lên. Và cái số nhiệt độ hiển thị thì nó tùy theo cái sinh trưởng ở trên đây.